can go inside it too. Wow. Oh, cái này nó bị cháy nè. Cái gốc cây mà mình có thể đi ngang qua được nè mọi người. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng vô trong cái trail nha mọi người. Vô đây là cái cây bự lắm nha. Vừa bước vô đây cái là thấy cái mũi của mình nó thông thoáng liền luôn á. Nó thoải mái như sợ luôn. Ồ, cao quá chừng cao luôn. Big tree over here. Đi vào đây giống như đi vô một cái bảo tàng tự nhiên gì đó mọi người. Người ta có những cái bảng để cho mình đọc, mình biết xem cái cây này như thế nào nha. Oh, we can go inside it too. Wow. Oh, cái này nó bị cháy nè. Cái gốc cây mà mình có thể đi ngang qua được nè mọi người. Oh my gosh. Cái cây cái này cái thân cây nó bị gì nè mọi người. Cái cây này cái thân cây nó bị gì ngộ quá. Nó bẻ cong lại luôn nè. Ngộ quá. Đâu? Nó mới nhảy trong cái small. Nó có cái trail cho mình đi nè nha mọi người. Vô đây cực kỳ thoải mái luôn. Đang nhức đầu vì chạy xe. Mặt tự nhiên vô đây cái nó tỉnh, nó tươi ra dễ sợ luôn. Mom, that tree burned right off. Most trees have the fireproof very tough bark. That's why the big trees survive, because they develop a bunch of... Ồ hồi mình tới đó làm prey cái cây đó làm. Làm nó chưa bên tình chụp đi, chụp hình thôi. Bro, this is like right after last one. Orange. They are cluster to three first. Mà cái cây bự nhất ở đây là cây redwood. Còn cái cây này là cây gì? The corny pieables. My winter hostrum and drop create from test. Yeah, cái thân nó nhìn lạ lắm, nó nứt nẻ ha. It looks like a crust. It looks like lava. Ôi. Trời ơi, chui vô đó luôn hả? Ôi, nó cao lắm mọi người ơi. Bút chỉ luôn. It's like a mini tree house. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, có quỷ rồi nữa hả?
Con Kiro này bự lắm, Kiro màu xanh. Oh my gosh. How can it? Oh my gosh. Let's meet you inside. Oh, it's the first time. Ủa là đứng ra ngoài chụp cũng được. Lần đầu tiên mà chui vô trong cái cây này em lên đây. Ba bốn lần rồi mà lần đầu tiên mới vô trong cái cây này. Trời ơi. Ôi nó có cái bọng cây trong này luôn nè. Đúng. Đi ra ngoài đây chụp vô quay lại lên. Yeah. Lên quay đây nè. Đâu? Đi ra ngoài chụp chú chụp đây luôn hả? Đúng không? Mẹ này đi ra ngoài, đi ra ngoài chụp. Làm. Một cái gốc mà lên thành hai nhánh vậy nè mọi người. Đó. Lên thành hai nhánh luôn. Ở đây có thêm một cái cây bự nữa nè mọi người. Ở trong này á, nhiều cây bự như vậy lắm. Thành ra người ta mới có tên là cái đường mòn 100 cây bự ha. Ồ, đây một cây nữa nè. Trời ơi, mà không có ngờ là cái gốc cây mà mình chui vô trong đó được luôn á mọi người. Yeah. Rồi, mình vô đây coi. Cái gốc cây này có chui vô được không? Ôi, không gốc cây này. Chui vô trong. Ôi, trong cái hốc này luôn. Wow. Cái đó là sáp thôi mẹ. Oh yeah. Sáp. Wow. Đây người ta đóng lại không cho mình đi cái trail phía này nữa nha mọi người. Oh, phía đây có mấy cái cây bị cháy. Yeah, cây bị cháy phía bên kia chắc như vậy mà người ta lơ lại, người ta đóng lại. I just don't see my brother. Ôi mẹ, nó rớt trong cái đó kìa. Yeah, lần trước cái cây đó nó đổ đó, mình đi lên được. Cái gốc cây mà nó bự như vậy á mọi người, không hết luôn cái màn hình luôn á. Trời ơi, cái gốc cây nó bị ngã đó. Hồi lần trước là mình leo lên trên đó, mình đi được trên cái thân cây đó luôn á. Rồi, ở đây có cây bự nữa nè. Đây là một cái gốc cây mà rớt, đây là hai cái thân cây là bị ngã từ 2011, tháng 9 2011. Lần trước mình leo lên đó luôn á. Đều cái sao bự. Đây là hai cái thân cây hả? Ờ, nó bị ngã từ năm 2011 tới giờ người ta để gì luôn á mọi người. Đó, lần trước là mình leo lên đó mình đi được luôn. Hai gốc cây luôn hả? Oh, you can see through like that. Like if I go to the other side from like around.
Cái cây này nó được mọc ở độ cao hơn 2.000 mét ha. Cái cây này nè mọi người đó. Lần trước á, con gái mình á, nó đi vô đây nó đau bụng lắm nha. Nó bị nó đau bụng quá trời đau bụng luôn. Cái thế là ông xã mình mới kêu là thôi con bây giờ con lại con cầu khấn thần cây cho con hết đau bụng đi. Con nhỏ con gái mình cũng bán tính bán nghi lắm, nhưng mà nó cũng chịu lời, nghe nó nghe lời ba lên hai cho con khấn. Vậy mà con gái mình hết đau bụng lập tức luôn á mọi người. Thôi mình đúng là mình đừng nói là cây không có hồn nha mọi người. Cây này sống cả trăm cả ngàn năm rồi, đứng đây đã thấy biết bao nhiêu. Cuộc đời mình có 100 năm mà, đâu có nghĩ lý gì đâu. Cây bự quá. Trời chiều rồi, hình như là tối, không có thấy được nữa. Bóng cây bự quá mọi người ơi. Mình đi lên đây. Feels like silver. Is that dead body? Yeah. Cây cho mình năng lượng tốt ghê luôn á nha. Cao quá luôn á. Wow, this beautiful giant sequoia has the largest of any tree. Wow. So it is around 70 feet around, là khoảng 21 mét. Wow, chu vi nó khoảng 21 mét. Lớn quá. Beautiful. Cây mà bé Lam mà đứng gần ở đó, cây đó chắc khoảng 60. Rồi. Thì những người định cư đầu tiên tới đây hả? Người ta cưa cái cây này nè mọi người. Đó, còn cái vết cưa này là rất là lâu rồi nha. Đó, người ta để lại để làm dạ, yeah, cái vết cưa này nhiều khi cả trăm năm rồi đó mọi người. Do những người mới đến đây nè, họ nghĩ họ cưa cây để làm cái nhà. Cái Ben đi lên trên đó luôn kìa. Wow. Yeah. No, this you
Nắng chiều đẹp quá mọi người ơi. Đi đã một vòng cái trail rồi, bây giờ đi về đây. Quay nhiều quá điện thoại hết pin luôn. Ra đây hít cái mùi thông thơm, dễ sợ thơm luôn á. Ở đây nó có cái restroom cho người ta đi nữa nè. Restroom để cho người ta đi vệ sinh. Đây đẹp quá à. Đẹp quá Lâm. Ở ba mê là mê. Chỗ này cắm trại đã nha. Hứa hẹn lần sau lên đây cắm trại nha cả nhà. Ít thấy là em nói gì vậy. Fierro 30 đô một đêm lần hả? Wow. 30 đô một đêm. Camping là 30 đô. Cho nó lên nè, nên làm giá. Ở đây cắm trại 30 đô một đêm nha mọi người. Ai thích cắm trại thì lên đây. Ôi, đây bao nhiêu chỗ thôi? Đây bao nhiêu chỗ lắm? 10 giờ đêm. Is that be a good neighbor? Bao nhiêu lắm? Bao nhiêu nhìn đêm cắm trại đâu không? Bao nhiêu chỗ không? Không. Được quá. Con đường chạy xuống luôn à. Thôi đi về thôi mọi người ơi. Nếu mọi người thích cái đường thông khổng lồ này thì mọi người chỉ cần search The Trail of 100 Zion là sẽ ra thôi nha mọi người. Đường đi lên đi xuống cũng ngoạn mục lắm, toàn là những khúc cua tay áo không à.
6 người à. Thúc một ngày hít thở những không khí trong lành và hấp thu năng lượng tốt của rừng thông. Hy vọng gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo nha. Yêu mọi người, bye bye. Quên nữa, mọi người nhớ bấm like, subscribe and share để ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.